Hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh YouTube điện tử UNC của mình. Thì ở cái video trước ấy thì mình đã giới thiệu anh em về cái nguồn điện xoay chiều và nguồn điện một chiều. Thì cái nguồn điện xoay chiều là cái nguồn điện mà trong gia đình anh em đấy thì là những qua những đường dây điện trong gia đình này. Đấy thì ra hai đầu 220V. Và để cung cấp nguồn cho những cái thiết bị điện tử ấy thì mình không nói là những thiết bị mà sử dụng trực tiếp 220V mà không cần qua cầu bị đốt để nắn dòng. Đây. Những cái cầu điện đây em thấy này. Đấy. Những thiết bị đấy thì mình không nói mà mình sẽ chuyên về cái phần điện tử hơn. Và cái phần điện tử ấy thì thường là người ta hay dùng những cái nguồn điện một chiều, dùng cho những cái linh kiện đây. Đây, những cái linh kiện bán dẫn anh em thấy này. Đấy, linh kiện bán dẫn như là diode này, hoặc là transistor này, đấy, hoặc là MOSFET. Đó, thì cần phải sử dụng điện áp là một chiều chứ không thể sử dụng điện áp là xoay chiều được. Đấy thì để biến đổi về dòng điện, để biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều thì buộc phải họ phải chỉnh lưu qua cái con cầu diode này. Đây. Mình có nói là từ video hôm qua rồi. Đấy thì đây là 4 con diode này mắc nối tiếp nhau này. Đây. Thì con này nó cũng là 4 con diode nhưng mà chẳng qua là họ đóng gói lại thì nó nhỏ gọn như này. Đấy, còn cái 4 con diode này thì ngày xưa họ chưa làm gọn lại thì nó thành như này. Đây anh em có thể thấy này. Đó. Cái nguồn một chiều ấy thì mình có thể dùng cái cục pin như này để cấp nguồn. Hoặc là mình có những cục pin to hơn. Đây những cục pin to hơn như này. Là pin 3S 2P để cấp nguồn cho những thiết bị điện tử. Hoặc là những cục ắc quy của mình. Đấy thì mình có thể cấp nguồn cho những thiết bị điện tử. Thì nếu mà mình không được, trong trường hợp mà mình để ở nhà ấy, thì mình giữ cố định ấy, thì mình không cần thiết phải dùng pin như này, mà mình có những cục nguồn. Đây cục nguồn này, hoặc là cái cục sạc điện thoại. Đây em thấy này, cục sạc điện thoại như này, cục nguồn này. Đấy nguồn đây là nguồn máy tính này. Đấy hoặc là cục sạc điện thoại này của mình. Đấy em thấy này. Thì ấy, trong thực tế ấy, khi mà mình muốn chuyển đổi điện 220V AC thành điện áp nhỏ hơn là điện áp 5, 10, 5, 12, 24V nguồn một chiều thì ta cần có những cái bộ chuyển đổi. Đây thì anh như em thấy này, ở đây là mình có ba kiểu nguồn chuyển đổi. Đây thứ nhất là nguồn xung, thì cái nguồn này ấy là sử dụng, mình thấy là nó sử dụng phổ biến nhất hiện tại bây giờ luôn đó. Còn cái nguồn thứ hai là nguồn tuyến tính. Đây, em thấy này, nguồn tuyến tính thì nó có biến áp rất là to. Còn thứ ba đấy là cái nguồn mà hạ áp bằng tụ. Thì cái nguồn này thì mình nghĩ là theo quan điểm cá nhân của mình là có ba, mình biết có ba nguồn này thôi. Thì anh em nào mà nếu mà muốn biết nhiều hơn ấy thì có thể comment xuống bên dưới để cho mình biết thêm nhé. Đấy thì mình theo mình biết là có ba loại nguồn. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái nguồn xung. Thế như mình đã nói là nó sẽ là cái nguồn mà nó phổ biến nhất và nó có trong đây điện thoại này. Đấy điện thoại sạc điện thoại này. Đấy hay là những cái đây là cái nguồn tổ ong em ạ. Đây đây là cái nguồn tổ ong của mình. Đấy nguồn tổ ong. Thì cái nguồn này thì nó sẽ trâu bò hơn là nguồn adapter. Đấy tiếp theo là cái cục sạc laptop của mình này. Đấy sọt đen đen là sạc laptop này của mình này. Đấy thì cái nguồn xung ấy là bây giờ là nó phổ biến đến rất là nhiều. Mình đoán nó phải phổ biến đến tận khoảng 70-80% luôn. Bởi vì ấy nó có những ưu điểm này, là nguồn xung ấy thì nó có những ưu điểm là như này này. Thứ nhất nó gọn nhẹ em thấy này. Cái cục sạc lắp điện thoại của mình em thấy này, nó rất nhỏ gọn. Nếu mà để mà dùng cái biến áp, đây biến áp như cái biến áp tuyến tính như này này, mà để làm ra cái bộ, làm ra cái cục sạc này thì nó sẽ rất là to và nó rất là nặng. Đấy nên thế là nguồn xung bây giờ là phổ biến là vì nó rất nhỏ gọn. Thì anh em bây giờ là ưng nhỏ gọn. Đấy tiện lợi chứ chả ai muốn to mà nặng cả. Đó, thì đó là ưu điểm nhất là gọn nhẹ này. Đấy, thứ hai là giá thành nó cũng rẻ hơn. Đấy thì khi mà dùng biến áp sắt thì mình nghĩ là nó sẽ giá thành cao hơn. Còn giá thành dùng cái nguồn xung này thì ở đây em thấy này, cái cục biến áp sắt này. Đấy. Hai cái biến áp này thì đây là biến áp xung này. Thì nguồn xung bởi vì là trong đây nó có sử dụng là biến áp xung. Còn nguồn tuyến tính ấy là trong đây sử dụng là biến áp theo kiểu là biến áp sắt ấy. Đấy, sắt silic. Đấy thì em xem này, hai cái cục này thì về kích thước thì rõ ràng là cái cục này này nó nhỏ hơn. Công suất nó cũng, nói chung là nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều, nhưng mà về độ nặng thì có rằng cục này nó nặng hơn này, mà công suất thì không bằng cái cục này. Cục này sẽ đưa ra công suất là lớn hơn. Đấy, nên thế là vì sao mà bây giờ người ta sử dụng điện nguồn xung nhiều. Và nhưng mà nhược điểm nguồn xung ấy là có nhược điểm duy nhất là nó sẽ tạo ra nhiễu. Nó sẽ tạo ra nhiễu nhiều hơn là so với biến áp sắt thông thường như này. Đấy, nhưng mà như vậy thì cả ba loại nguồn mình vừa kể trên ấy thì đều là sử dụng cái cầu diode em thấy này. Đấy, thường sử dụng cầu diode để nắn dòng về dòng một chiều. Đây,
Thì như hôm qua mình đã nói thì là cái điện áp một xoay chiều ấy, thì muốn nắn dòng về thì mình phải có cầu đốt, và nó sẽ nắn cái điện áp đây, nắn cái điện áp, nắn cái dòng điện mà nó cứ lên lên xuống xuống này. Đấy, nó hình sin ấy, thì nắn là sao để phải phẳng một chiều. Thì dùng cái con cầu diode này, em thấy này, đây trong đây là nó không sử dụng cái cầu diode mà đóng gói, mà họ sử dụng là bốn con diode. Đấy, bốn con diode này nó giống như là bốn con diode này. Đấy, em thấy không? Nó giống như là bốn con diode này, chẳng qua là họ sắp xếp họ để cho nó gọn thôi. Đấy, nó là như thế. Và nó cũng sử dụng cái tụ để lọc nguồn. Và cái nguồn xung này nó có một cục biến áp xung, em thấy này. Đấy, nó cái phần xung quanh của cái biến áp này này, đấy, nó có cái là lõi ferrit. Đấy thì nó sẽ hoạt động ở tần số cao. Còn để kích cho cái còn để đưa ra cái điện áp mà dụ như là 5V hay 12V. Đấy thì cái con ở đây có con MOSFET. Đấy, nó sẽ hoặc là con IGBT. Nếu mà công suất cao hơn thì nó sẽ con nó IGBT. Và nó sẽ lái cho cái con biến áp xung này. Đấy, để cho nó đưa ra cái điện áp mà như mình mong muốn. Đấy thì nói chung là cái nguồn xung này nó có ưu điểm là gọn nhẹ. Đấy, và giá thành nó cũng không phải quá cao. Đấy, nhưng mà nhược điểm của nó là gây ra nhiễu xung này. Nhược điểm của nó thì gây ra nhiễu và cái nó sẽ phức tạp hơn. Đấy, nó sẽ phức tạp hơn, đây em thấy này. Đấy, cái cột này thì nó rất đơn giản thôi, nó chỉ có một cái biến áp và một vài cái linh kiện thôi. Nó đơn giản hơn, còn cục biến áp xung thì nó sẽ phức tạp hơn ở chỗ là mình phải tính toán rất nhiều linh kiện. Đấy thì cái này là nó là rất là nhiều linh kiện luôn anh em ạ. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với các bạn đây là loại là nguồn tuyến tính. Nguồn tuyến tính là tức là như nào? Tức là khi mà điện áp đầu vào là 220V, em thấy này. Đầu vào mình sẽ cắm điện là 220V, cắm ổ này. Đấy, đây là đầu 220V. Thế em nhớ là cách điện chỗ này vào không sờ vào nó giật cho tóe người luôn. Đấy, thì sau khi qua cái biến áp này thì đối với trong tất cả các loại nguồn ấy thì là ba loại nguồn mình vừa kể ấy, thì là trong quá trình mình học trung học phổ thông ấy hoặc là mình học cao hơn. Đấy, thì là đều mình học theo cái biến áp như này, biến áp là biến áp sắt như này. Là biến đổi dòng xoay chiều từ điện áp thấp hoặc điện áp cao xuống điện áp thấp hoặc điện áp cao. Đấy, biến đổi. Anh em lưu ý là cái biến áp sắt này này. Đấy, biến áp sắt đây là như cục biến áp nó nhỏ nhỏ như này này, là nó chỉ có tác dụng đối với cái nguồn xoay chiều mà thôi. Còn em nếu mà cấp nguồn một chiều vào thì nó sẽ không đưa ra được cái điện áp ra đâu. Đấy, nên anh lưu ý như vậy. Còn biến áp này thì nó sẽ được nhận xung và được cái con IGBT nó kích lên, nó kích vào để cho đưa ra điện áp đầu ra. Đó. Còn sau khi con này hạ áp từ 220V đầu này cấp vào là 220V thì cái biến áp này nó chức năng là hạ áp xuống 12V. Đây, như của mình là 12V thì nó sẽ ra nó rất nhiều đầu điện áp, em thấy này. Đấy, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24. Đấy, rất nhiều cái điện áp ra thì em tùy anh em sẽ nối vào chân không và một đầu vào không này, một đầu vào số 9 hoặc 12 tùy anh em muốn ra đầu ra là bao nhiêu. Đấy, thì đầu ra của nó thì mình đã nối vào đây, em thấy này. Đây mình sẽ zoom lên. Cái đầu vào đây, mình đã đưa cho cái cầu diode rất là to, em thấy này. Cực kỳ to luôn này. Đấy, cái này là chịu dòng đến tận không biết mình không nhớ bao nhiêu, nhưng mà con này nó rất là to mà chịu dòng rất là cao. Đây em thấy này. Đấy, thì đây, sau khi qua cầu diode rồi thì nó không hẳn là một chiều đâu, mình nói nó chưa chuẩn lắm đâu, nó sẽ có kiểu như là đến như này, một nửa gọi là bán. Nó tức là nó chỉ là gọi là bán thôi, một nửa vòng tròn thôi chứ không phải là một chiều thẳng hoàn toàn. Thì lúc này cần phải qua hai con tụ đây. Đây mình qua con tụ hóa này. Đấy, qua tụ hóa này và qua con tụ gốm này thì mình sẽ giải thích ở cái nguồn tuyến tính, mình sẽ nói kỹ hơn ở video sau. Đấy, thì mình cần con tụ hóa và tụ gốm để dập cái xung nhiễu. Thứ nhất con này thì là dập xung nhiễu. Ở những cái điện như kiểu là chẳng may mình cắm máy bơm ấy thì nó sẽ dập cái xung nhiễu đi. Còn cái này thì để lọc nguồn, tức là để làm cho cái điện áp nó phẳng hơn. Đấy, chức năng hai con nó hơi khác nhau một tí như vậy. Và đầu ra của nó sẽ là nguồn một chiều. Thì đầu ra đây mình sẽ cắm vào đây để đưa ra đầu ra. Và cái nguồn này ấy, nó có ưu điểm lớn nhất của nó ấy, là nó sẽ hạn chế bớt được tạo ra những cái xung nhiễu. Đây, những cái cục nguồn xung mình vừa nói nó sẽ tạo ra xung nhiễu thì nó sẽ không tốt. Còn nguồn này ưu điểm lớn nhất của nó là tạo ra, còn nguồn này ưu điểm lớn nhất của nó là không tạo ra xung nhiễu. Vì thế những cái nguồn kiểu như này tuy nó nặng và cái sự hiệu suất, tuy nó nặng và cái hiệu suất của nó không bằng nguồn xung, nhưng mà trong những thiết bị như kiểu là thiết bị âm ly này hay là những thiết bị cao cấp mà nó để hạn chế cái những cái xung nhiễu ấy
thì họ vẫn sử dụng những cái nguồn kiểu tuyến tính như này. Đấy, dùng cái biến sắt như này, em mở cái bị âm ly ra hoặc là thiết bị mà cao cấp ấy mà họ muốn cần cái sự nguồn điện nó trong trẻo ấy, thì họ sẽ có những cái cục biến áp rất là to như này. Đấy, thay vì sử dụng nguồn xung gọn nhẹ. Đó. Đấy, thì nhưng mà cái nhược điểm của nó là cái biến áp sắt này. Đây, nó nặng. Biến áp sắt này nó nặng hơn là và nó cồng kềnh hơn. Vì thế là bây giờ người ta thay dùng nguồn xung là chủ yếu thôi. Nhưng mà nếu mà em thích DIY hoặc là những cái mạch mà nguồn kiểu như này ấy, thì trong chương trình trung học phổ thông ấy họ dạy, họ cũng có dạy và trong quá trình học đại học ấy thì họ cũng dạy nhiều về cái nguồn kiểu như này. Đấy, thì mình cũng đã học hồi mình học về cái mấy môn đại cương rồi, cũng chỉnh lưu, cũng là lọc nguồn, cũng là các thứ dùng oscillo. Nhưng mà ở đây mình không có oscillo, đâm ra là mình chỉ nói chay thôi. Nhưng nếu anh em nào mà có oscillo ấy thì anh em thực hành vào thì anh em sẽ hiểu hơn rất nhiều về cái nguồn này. Đấy, nếu có điều kiện thì mình sẽ có con oscillo về để đo các bạn xem cái nguồn điện đầu ra đầu vào khi qua diode, thì mình sẽ làm những video sau. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về cái bộ nguồn này. Thì cái nguồn này thì nó sẽ hạ áp bằng tụ. Đấy, em thấy này. Đấy, thì như cùng này nó hạ áp bằng biến áp xung và nó cách ly. Như là nguồn tuyến tính ấy thì nó sẽ hạ áp bằng cái biến áp sắt như này. Và nó cách ly vì là nó qua cái cảm ứng điện từ ấy thì nó sẽ cách ly đối với điện lưới. Còn cái nguồn này ấy thì là nó sẽ không cách ly với điện lưới, một đầu điện lưới. Đấy. Sẽ đưa vào, một đầu điện lưới sẽ đưa vào đây này. Đấy, và một đầu nó sẽ đi qua cái con tụ này và nó sẽ không cách ly với điện lưới. Đấy, đây. Mình sẽ chỉ từ đầu vào đây 220V AC đây, hai đầu này. Đấy, đi vào đây thì nó sẽ hạn dòng cho qua cái con tụ này và sẽ đưa đầu ra đầu dương đây, còn đầu âm đây. Đấy, thì cái con tụ này nó có một con điện trở. Để khi mà các bạn rút điện ra thì con điện trở này nó sẽ tiêu hao cái năng lượng để khi các bạn sờ vào cái cục tụ này nó không giật. Đầu này đầu ra là đầu dương, đầu này là âm. Thì anh em có những con tụ đây, những con tụ như này để lọc nguồn cho nó. Và tất cả những cái nguồn mình vừa nói thì tất cả đều có phải có những con tụ này. Để làm gì? Để lọc cái tín hiệu đầu ra sao nó phẳng. Như anh em nó biết thì nguồn xoay chiều là nó sẽ ra hình sin. Thì cần có những con tụ như này. Đấy, khi mà qua cầu diode thì nó sẽ không phẳng hoàn toàn 100%, mà cần có những con tụ như này. Khi mà con tụ càng cao thì nó sẽ có chức năng lọc càng tốt. Và cái kiểu nguồn như này thì nó rất đơn giản, em thấy này, cực kỳ đơn giản luôn. Thế nhưng mà có nhược điểm là nó sẽ không được bền như là hai cái loại nguồn mình vừa nói. Và cái giá thành đây em thấy này, nó nhỏ gọn này thì giá thành nó rẻ. Nhưng mà nhược điểm của nó là các bạn sờ bất kỳ vào một điểm nào trên cái mạch này. Đấy, thì kiểu gì nó cũng giật, bởi vì nó không cách ly với điện lưới. Nên thế là nó chỉ sử dụng ở trong những cái mạch mà nó kiểu như là rẻ tiền ấy. Thì họ hay sử dụng cái kiểu này thì nó vừa nhỏ gọn này vừa rẻ tiền. Em lưu ý là khi mà anh em làm việc thì đừng sờ vào bất kỳ một điểm nào trên đây để tránh bị điện giật. Ok, thì hôm nay mình đã giới thiệu anh em về ba cái loại nguồn mà chuyển đổi điện áp từ xoay chiều thành một chiều và hạ áp xuống. Đấy, hạ áp xuống để sử dụng cho những mục đích từ 5V này, 12V này và 24V. Mình mong là video này sẽ hữu ích đến rất nhiều anh em, đặc biệt là những anh em là mới chế cháo DIY. Và mình sẽ ra rất nhiều những video về điện tử cơ bản để anh em có những kiến thức cơ bản nhất để có thể chinh phục được những điện tử chuyên sâu hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.